Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Việt Nam chịu thiệt thòi khi mua vaccine của Trung Quốc. Dư luận của Việt Nam hiện đang xôn xao về chuyện chính phủ Việt Nam quyết định mua 20 triệu liều vaccine VRC từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh với biến thể Delta đang lan rộng với tốc độ rất nhanh, thì giải pháp duy nhất để tháo gỡ phong tỏa đó là vaccine. Tuy nhiên, với việc mua 20 triệu liều vaccine VRC lần này, thì rất có thể có nhiều điều khiến người dân thắc mắc. Thứ nhất là về hiệu quả của loại vaccine VRC này. Đây là hình ảnh Việt Nam nhận bản giao hàng viện trợ vaccine VRC của Sinopharm Trung Quốc. Báo chí Việt Nam khẳng định về chất lượng của vaccine này như sau. Loại vaccine này trước khi nhập về Việt Nam đã được kiểm định kỹ lưỡng độ an toàn, chứng nhận đạt kết quả đến hơn 80% trên con người. Nhiều nước trên thế giới đã tiêm, điển hình là các nước thuộc Ả Rập Trung Đông cũng như tiêm vaccine VRC cho hầu như hết người dân. Campuchia cũng đã sử dụng loại vaccine này để tiêm cho hơn 70% dân số và cơ bản là khống chế được dịch bệnh. Tuy nhiên, phân tích của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn tại Viện Nghiên cứu Y khoa Canvan ở Úc dựa trên các thông tin công khai cho thấy rằng những dữ liệu thực tế mới nhất cho thấy những nước dùng vaccine của Tàu đang trải qua một đợt dịch mới và tỷ lệ tử vong tăng khá cao dù tỷ lệ tiêm chủng vaccine đã đạt được trên 70%, ví dụ như Mã Lai, Chile và các nước thuộc Ả Rập. Ngược lại, hai nước dùng vaccine của phương Tây, Do Thái và Mỹ thì có tỷ lệ tử vong trong đợt dịch mới suy giảm rất đáng kể so với những tháng trước đó. Giáo sư Tuấn có một bài viết phân tích chất lượng vaccine Trung Quốc thông qua trường hợp Campuchia mà báo chí Việt Nam có nêu ra với nhận xét như sau. Những con số trên có thể cho phép chúng ta nói rằng vaccine Tàu đã có hiệu lực giúp Campuchia thoát dịch hay không? Dĩ nhiên là không, vì số ca nhiễm vẫn xảy ra và thậm chí có xu hướng tăng cao trong những tháng qua. Hơn thế nữa, số ca tử vong vẫn xảy ra ngay cả khi cả dân số gần đạt miễn dịch cộng đồng. Nếu vaccine Tàu có hiệu lực giảm tử vong, thì chúng ta kỳ vọng số ca tỷ lệ tử vong sẽ giảm trong đợt bùng phát từ tháng 7. Nhưng trong thực tế thì cả hai chỉ số này đều tăng. Tôi nghĩ chỉ số này cho thấy vaccine Tàu không có hiệu lực như nhiều người vẫn nghĩ hoặc hay tưởng. Chưa kể chất lượng không được cao, nhưng giá của vaccine này lại cũng rất đắt. Theo thông tin từ giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, vaccine AstraZeneca có giá từ 2,15 cho đến 5,2 euro US dollar trên mỗi liều. Còn vaccine VRC có giá từ 19 cho đến 36 US dollar mỗi liều. Có lẽ sẽ có người sẽ trả lời rằng bởi vì mua vaccine bây giờ rất khó nên giá nào cũng phải mua. Đây là hình ảnh thông tin trên báo Tuổi Trẻ giá vaccine Trung Quốc là đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, vấn đề là gần đây Ba Lan cũng đã tặng Việt Nam một số vaccine AstraZeneca, đồng thời sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều AstraZeneca với giá gốc cho chính phủ Việt Nam. Thế nhưng phía Việt Nam lại không mua số vaccine AstraZeneca này mà đi mua vaccine của Trung Quốc. Chưa kể, theo báo chí Việt Nam, thì hợp đồng mua vaccine Trung Quốc với các điều khoản vô cùng bất lợi cho phía Việt Nam. Mặc dù mới đây, trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam cũng đã khẳng định rằng các hợp đồng mua vaccine COVID-19 đều thực hiện theo thông lệ quốc tế. Nhưng thực tế thì có như vậy hay không? Đây cũng là một câu hỏi đã được đặt ra. Theo thông tin từ báo chí thì việc mua 20 triệu liều vaccine VRC thực hiện trong các điều kiện bao gồm chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine, v.v. Và việc ký kết, hiệu lực giải thích và thực hiện, giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo pháp luật của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết. Đối với việc miễn trừ trách nhiệm thì các hãng vaccine chống COVID-19 đều có quy định miễn trừ trách nhiệm tương tự. Giải thích về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết, từ năm ngoái, một số nước như Mỹ, Canada, Úc đã ban hành các đạo luật miễn trừ trách nhiệm cho Pfizer và Moderna. Điều này có nghĩa là nạn nhân không thể kiện các nhà sản xuất vaccine. Vậy, ai sẽ trả đây? Trả lời là chính phủ phải dành ra một ngân sách để trả cho những trường hợp như vậy. Do đó, không ngạc nhiên khi điều khoản trong hợp đồng mua vaccine VRC của Việt Nam có câu miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine. Nói cách khác, người Việt Nam tiêu vaccine VRC
và bị biến chứng sẽ không thể kiện Sinopharm. Nhưng ai sẽ đứng ra bồi thường cho họ thì không rõ, vì chính phủ chưa thấy nói đến một ngân quỹ cho vấn đề này. Đây là hình ảnh Trung tâm Kiểm soát Dịch tỉnh Đồng Nai cam kết tính hiệu quả của vaccine Verocell và khuyến khích người dân đi tiêm. Vậy còn vấn đề chọn cơ quan giải quyết tranh chấp nếu có thì sao? Về vấn đề này, luật sư Lương Văn Trung, trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam có viết trên trang Facebook của mình như sau. Về trọng tài, đúng là có yếu tố lựa chọn trọng tài tại Trung Quốc nên có thể gây e ngại về sự trung lập. Đáng lẽ Việt Nam cần đàm phán kỹ hơn và thỏa thuận trọng tài với quy định rõ ràng rằng chủ tịch của hội đồng trọng tài phải là người không mang quốc tịch Việt Nam hay Trung Quốc, hay cả trong những nước nào đó có thiên vị cho mỗi bên, hay nói rõ luôn là người Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật nào đó. Tốt hơn nữa là có thể chấp nhận trọng tài, nhưng tại địa điểm xét xử và địa điểm tổ chức trọng tài là ở Singapore hay nước thứ ba nào đó, có hệ thống tòa án công bằng và thân thiện với trọng tài. Ngoài ra, nên quy định ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh, nếu phải chấp nhận tiếng Trung thì phải đàm phán để quy định rõ ràng ngôn ngữ là tiếng Trung Quốc, nhưng thành viên hội đồng trọng tài không bắt buộc phải thông thạo tiếng Trung Quốc mà có thể dùng biên dịch và phiên dịch do một bên lựa chọn hoặc do hai bên thỏa thuận lựa chọn hoặc nêu luôn tiêu chuẩn của biên dịch và phiên dịch. Và cũng cần lưu ý nguyên tắc quyền tự quyết của các bên trong tố tụng và trọng tài. Luật sư Lương Văn Trung đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Như vậy thì rõ ràng trong việc đàm phán mua vaccine, phía Việt Nam gặp bất lợi đủ đường. Nhưng vì sao biết bất lợi như vậy mà chính phủ Việt Nam vẫn cắm đầu cắm cổ mua vaccine từ Trung Quốc? Để tìm câu trả lời, có thể phải đặt lại tất cả những thương vụ với Trung Quốc đầy tai tiếng gần đây ở Việt Nam, ví dụ như dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông, nhà máy đạm Ninh Bình, vân vân. Phía Việt Nam luôn gặp bất lợi, thậm chí rơi vào bẫy nợ triền miên, nhưng phía Việt Nam đã không vì thế mà dừng lại và vẫn tiếp tục làm những điều như vậy. Và điều này đã được chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh lý giải là phía Trung Quốc luôn lại quả cho các quan chức Việt Nam bằng tiền tươi. Thương vị vụ mua vaccine lần này cũng tương tự như vậy mà thôi. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cũng về chuyện vaccine, khiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài bình luận với tựa đề như sau: Ngoại giao vaccine và chính sách Biển Đông, với nội dung được chia sẻ. Đến nay, Nhật đã viện trợ cỡ 3 triệu liều AstraZeneca cho Việt Nam trực tiếp không qua COVAX. Mỹ cũng nhanh chân viện trợ cho Việt Nam khoảng 6 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX. Cho tới nay, Mỹ là nhà tài trợ vaccine lớn nhất cho Việt Nam và có thể nói là họ là ân nhân của Việt Nam cùng với nước Nhật, do thời điểm hai nước này cung cấp vaccine đúng vào lúc COVID bùng phát dữ dội tại Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc đã chậm chân hơn Mỹ và Nhật rất nhiều trong việc gây ảnh hưởng vaccine tới Việt Nam. Khi bà Harris, phó tổng thống của Mỹ thăm Việt Nam với món quà là 1 triệu liều vaccine chuyển ngay sau 24 giờ, nâng lượng vaccine tặng Việt Nam lên 6,2 triệu liều. Điều này càng khiến cho Trung Quốc giật mình với chính sách ngoại giao vaccine của Mỹ. Nên ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã sang Việt Nam và hứa tặng thêm 3 triệu liều Verocell trong năm nay, nâng tổng số vaccine viện trợ cho Việt Nam lên tới 5,7 triệu liều, vẫn kém Mỹ và vẫn phải chờ tới cuối năm. Sự khác biệt rất lớn giữa chính sách ngoại giao vaccine của Nhật và Mỹ so với Trung Quốc, đó là Mỹ và Nhật không kèm theo yêu cầu cho Việt Nam là phải tiêm cho người Mỹ và người Nhật ở Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc lại có yêu cầu ngay từ đợt viện trợ đầu tiên 500.000 liều là phải ưu tiên tiêm cho người Trung Quốc và người làm việc với Trung Quốc và dân ở biên giới với Trung Quốc. Ngược lại, chính sách của Mỹ là không được ưu tiên cho người Mỹ tại Việt Nam được tiêm vaccine trước. Họ cũng không muốn người Mỹ ở Việt Nam trở thành nhóm ưu tiên và buộc người Mỹ cũng phải tuân thủ chính sách sở tại, cho dù Mỹ đã tài trợ vaccine nhiều nhất cho Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận viện trợ vaccine từ Hoa Kỳ. Trong khi đó, nước Nga, đối tác chiến lược truyền thống lâu đời của Việt Nam, thì chỉ mới viện trợ có 1.000 liều vaccine Sputnik V5 cho Việt Nam, dù Nga là nước công bố vaccine Sputnik 5 đầu tiên trên thế giới, và gần đây Nga hứa sẽ cung cấp thêm 20 triệu liều cho tới cuối năm. Tất nhiên, muốn dùng vaccine thì phải trả tiền. Điều này cho thấy Nga không có mặn mà gì với Việt Nam, và chúng ta cũng thấy rằng Nga chẳng quan tâm đáng kể tới Biển Đông như ba nước nói trên.
Ngoài các nước nói trên thì một số nước thuộc châu Âu và Úc cũng viện trợ vaccine cho Việt Nam, nhưng đánh giá là chủ yếu mang tính nhân đạo chứ không phải vì muốn gây ảnh hưởng. Đức là nước viện trợ nhiều nhất trong nhóm kể trên với khoảng 2,5 triệu liều vaccine AstraZeneca. Về việc Việt Nam mua vaccine từ Mỹ và Trung Quốc, tôi cho rằng là không phải hoàn toàn do việc lại quả khiến Việt Nam phải mua hàng tàu, mà cũng là chính sách đu dây quen thuộc của Việt Nam. Vì Việt Nam ký hợp đồng với Pfizer mua 30 triệu liều thì cũng phải mua 20 triệu liều từ Sinopharm để tránh bị đàn anh coi là tham vàng bỏ ngãi. Nếu không khéo là anh em môi hở răng lẫn lộn ngay, vì song song với chiến dịch ngoại giao vaccine thì Trung Quốc cũng đã tập trận ngoài Biển Đông mất rồi. Như vậy, việc viện trợ vaccine của các cường quốc, chúng ta có thể suy ra được tầm quan trọng của Việt Nam trong mắt mỗi nước cũng như tâm địa của mỗi người anh em. Nói gì thì nói, Mỹ và Nhật vẫn ra dáng đàn anh và cư xử văn minh hơn Trung Quốc. Kính trúc sư Dương Quốc Chính đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 với bản tin Vì sao Việt Nam chịu thiệt thòi khi mua vaccine Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.